cái phòng Zoom có mất tiền ấy thì thời hạn sửa làm việc nó sẽ được lâu. Cái phòng Zoom này thì không biết là thời hạn làm việc nó được đâu, khoảng 30 phút hay 50 phút đấy. Nếu trong quá trình làm việc mà chúng ta bị out ra ấy thì là cái phòng đó thì nó bị mất mất ấy rồi, nó bị chị nó đổi mật khẩu rồi, không vào nữa, không vào nữa, cho nên là thôi chúng ta làm phòng này. Sau này thì Xuân đăng ký để mua cái phòng phòng Zoom này để mà cả nhà mình được học lâu dài, vì chương trình học này nó rất là thiết thực và cần thiết để mà nó cho mọi người cái tư duy về tài chính, nâng chỉ số EQ về tài chính lên cả nhà mình nhé. Và nếu không mà chúng ta lại 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 không nâng được cái chỉ số EQ lên thì rất rất là buồn ở cái thời kỳ 4.0 này. Thế thì hôm nay thì mình giới thiệu với cả nhà cái chương trình hợp tác đầu tư với tập đoàn IR Group đến từ Thụy Sĩ. Hợp tác đầu tư nhé, nhà mình. Bố đang nghe đi. Thì với bạn Hai đứng cà là phê nè. là Không có cái mảnh ngươi nữa nổi rồi. Đến từ Thụy Sĩ nhé, nhà mình. Cái môn mà tắt tiếng này thì Hồng tắt thảo ở Thụy Sĩ nhà mình. Ở nhà ai vào đó thì vào cái phần mà tắt mic, mình tắt cái mic đi. Thế bị rồi mát thì làm sao? Nếu ai biết cái gì thì nói ra cho mình xem nào. Alo, cả nhà mình. À, nếu bị rồi bát thì rồi bát thì sao nhỉ? Mình chưa rõ đâu, hôm trước mình vào nhưng mà nó bị đổi bát mất rồi. Không vào được nữa. Alo, cả nhà mình nhá, nghe này. Đây là tập đoàn IR Group đến từ Thụy Sĩ, mà họ hoạt động ở thị trường ngoại hối. Ngành nghề của họ này, là hoạt động ở cái lĩnh vực ngoại hối ở bên này lĩnh vực ngoại hối ngày mới nhé. Thì tại sao mình lại đưa cái chương trình này để cho chúng ta nhất mà là các nhà phân phối của Lưu Mây biết? Bởi vì mình suốt 3 năm mình đào tạo về cái chế độ trả thưởng của Lưu Mây, mình luôn nói là khách hàng càng dùng càng rẻ này, càng dùng càng rẻ và dùng miễn phí đó. Chúng nó nói cái điều này này và dùng miễn phí suốt bao nhiêu năm đấy, mình cái tâm nguyện của mình nó cứ luôn luôn đi vào hai cái từ hai hai cái cạnh dòng này. Nếu mà cả nhà mình mà ai mà học về cái bài đào tạo của mình về thì theo trả thưởng ấy, thì người đó sẽ thấy rất rõ cái càng dùng càng rẻ và dùng miễn phí này đấy, lúc nào mình nói là và khi mà cái cứ nói như vậy thì nó in vào tiềm thức. Thế là tự nhiên tiềm thức nó đưa cho mình những cái cơ hội để mình tìm hiểu xem làm thế nào để giúp cho mọi người có thể càng dùng càng rẻ và dùng miễn phí này một cách tốt nhất. Bởi vì nhiều người thì chúng ta đi thị trường đã biết là nhiều người dùng sản phẩm ấy, họ chỉ dùng được một hai lon, họ bỏ vì cái điều kiện kinh tế họ họ không có, họ phải rất là nhiều cái chi tiêu. Thì bây giờ làm thế nào để cung cấp cái giải pháp tối ưu, bán hàng là cung cấp giải pháp tối ưu nhất để khách hàng sử dụng sản phẩm của bạn hoặc dịch vụ của bạn đó, thì tiềm thức nó cứ đưa mình đi tìm cái làm sao đó tìm ra một cái cơ hội để mà giúp cho khách hàng họ được dùng sản phẩm của mình. Họ dùng ở hai cái điều kiện này này, càng dùng càng rẻ và dùng miễn phí này đó, càng dùng càng rẻ và dùng miễn phí đấy. Thế thì mình mới tìm từ từ mùng 6 Tết mình đi học hỏi tìm tòi các cái cơ hội để đầu tư để làm thế nào đó để mà đúng cái góc phần tư thứ tư ấy là nó là để tiền nó đẻ ra tiền nó đẻ ra tiền đi đó. Nó đẻ ra tiền mà khi chúng ta vẫn cứ đi làm sữa, chúng ta vẫn cứ đi làm thoải mái ở cái tư duy bí mật tư duy của Phú, chúng ta luôn luôn đọc là thời gian ngoài giờ làm việc của tôi quản lý và đầu tư tiền để tạo ra những nguồn thu nhập và tiền của tôi làm việc hết sức cho tôi để kiếm cho tôi
ngày càng nhiều tiền đấy. À, mình đặt bài nhá, tôi là nhà quản lý tiền cấp sắc này, tôi luôn chi cho bản thân trước, tôi bỏ tiền vào quỹ từ vào tài chính mỗi ngày, tiền của tôi làm việc hết sức tôi cho tôi và kiếm cho tôi ngày càng nhiều tiền. Tôi tự do về tài chính thì tôi yêu các công việc tôi làm, thời gian ngoài giờ làm việc tôi thời gian ngoài giờ làm việc tôi quản lý và đầu tư tiền để tạo ra nhiều thu nhập. Thì xuất phát điểm là như vậy, từ cái ước muốn của mình như vậy nên là mình tìm được cái cơ hội đầu tư, hợp tác đầu tư với tập đoàn VN Group này. Thì ngày hôm nay chúng ta muốn hiểu về VN Group ấy, thì chúng ta phải hiểu bản chất của ngành nghề kinh doanh, bản chất của ngành nghề kinh doanh. Quét đi, quét đi, này ghép đây, ghép đấy, nào đi ghép. Bạn nào ấy, bạn nào tắt tiếng hộ nha. Bản chất ngành nghề kinh doanh nhỉ? Thì trong xã hội chúng ta nó có hàng trăm nghìn nghề ngành nghề kinh doanh khác nhau. Nó có ở Mỹ nó có khoảng hơn 200.000 nghề, ở Liên Xô thì hơn 100.000, còn ở mình đó thì có vài trăm nghề. Bản chất ngành nghề kinh doanh này thì cả nhà mình, bản chất ngành nghề kinh doanh này thì có bốn cái ngành nghề kinh doanh là, thứ nhất là tiền và hàng. Người ta bỏ tiền ra người ta mua hàng, để mua hàng và người ta kinh doanh, hoặc là tiền và dịch vụ. Tiền dịch mất tiếng rồi thầy ơi. Được rồi, nghe được chưa? Nghe được chưa? Rồi ạ. Đấy, kinh doanh ở ngoài xã hội nó là kinh doanh tiền, tiền và hàng này. Bỏ tiền ra mua hàng như chúng ta đang làm sữa chả, hay các cái ngành nghề khác. Họ bỏ tiền ra họ mua nguyên vật liệu, họ xây dựng nhà máy, họ mua vật liệu cho công nhân làm việc. Đó là kinh doanh tiền hàng. Hoặc tiền dịch vụ như dịch vụ du lịch, dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn này. Đó, tiền. Nhưng nó có một cái ngành kinh doanh mà từ cổ chí kim ai cũng khát khao mong bước vào, đó là kinh doanh tiền. Nó cứ thua quá phải, thua cả ba là tiền để mua tiền. Đó, cái ngành kinh doanh tiền để tiền này này, thì từ cổ chí kim chúng ta thấy là ai cũng mong muốn bước vào cái ngành kinh doanh này, tiền nó đẻ ra tiền và tiền nó làm việc cho mình. Từ thượng cổ đến bây giờ nhé, cả nhà mình, tiền nó làm việc cho mình. Đó. Và chúng ta thấy là những cái người mà họ kinh doanh tiền tệ thì họ rất là giàu có nhưng không phải ai muốn chen vào lĩnh vực kinh doanh tiền tệ được, bởi vì yếu tố là phải có nhiều tiền. Đấy. Thế thì trong xã hội chúng ta thì bao trùm lên mọi ngành nghề, cả nhà mình nhé, bao trùm lên tất cả các ngành nghề đó là ngành tài chính. Đấy, ngành tiền tệ, tiền ngành tài chính đó. Cái ngành mà nó bao trùm lên mọi ngành nghề, nó bao trùm tất cả tật đây này, nó trùm lên cả mọi hoạt động này, đó là ngành tài chính đó. Cái gì nó liên quan đến tiền thế là cái ngành tài chính, đó là ngành cái bao trùm lên tất cả mọi ngành nghề. Để mình thấy hiểu như vậy, nó bao trùm lên tất cả mọi ngành nghề, đó là ngành tài chính. Và trong ngành tài chính thì có một ngành đứng đầu, nó là ngành lại còn bao trùm lên, nó là ngành đứng đầu của ngành tài chính. Đấy. Cái ngành đứng đầu của ngành tài chính này là nhà mình thì nó là thị trường ngoại vốn. Đấy. Đó là thị trường ngoại vốn bao trùm lên tất cả mọi ngành nghề, cả ngành kinh doanh sữa của chúng ta nữa, cả ngành các ngành dịch vụ, cả cái ngành tiền đại tiền này, nó là ngành tài chính và nó là ngành ngoại hối. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta phải hiểu ngoại hối nó là gì. Chúng ta phải hiểu bằng được hai cái từ ngoại hối này. Mình biết đến hai cái từ ngoại hối này là từ 2015 mình đã biết tên các người ta đã ra dịch forex chơi rồi, đã biết rồi. Thế nhưng mà mình chả để ý đấy. Mãi đến năm nay bắt đầu vì cái khát khao để làm nào cho khách hàng càng rẻ và dùng miễn phí, mình luôn luôn là tư duy, bởi vì mình rất yêu sữa, yêu đi mây, nên mình mong muốn là
làm thế nào đó có một cái công cụ để giúp cho mọi người khách hàng họ được dùng miễn phí, để họ dùng suốt đời, và chúng ta tạo ra một cái cộng đồng mà dùng miễn phí và dùng suốt đời, thì đó là một hạnh phúc rất là lớn ở cả nhà mình nhé. Thế thì bắt đầu mình tìm hiểu và mình bắt đầu cứ dần dần thì tiềm thức nó đưa mình đến tìm hiểu cái ngành hối này, cái hối này, và mình gặp được cái tập đoàn kia rồi. Vậy thì ngày hôm nay mình sẽ cung cấp cho cả nhà những kiến thức thế nào là ngành hối, và tại sao lại là chúng ta có thể đầu tư để tiền nó lại ra tiền được. Chúng ta muốn đi làm sữa suốt ngày được, nghe cả nhà mình, suốt ngày chúng ta không quan tâm gì đến cái tiền nó đẻ ra tiền này, chúng ta chỉ bỏ tiền vào đây thôi, bỏ tiền vào cái ông gia nào này, bỏ tiền vào vào cái ông gia nào này để tiền nó đẻ ra tiền. Còn Hồng này, Xuân này, mọi người cứ đi làm sữa thật thoải mái nhé, không cần nghĩ gì, chỉ cần bỏ tiền vào đây, ông này ông khắc tiến hành giao dịch ở trong thị trường ngoại hối, ông đã tạo ra lợi nhuận. Dạ. Đấy thì bây giờ thì chúng nhiệm vụ chúng ta phải tư duy ở bản chất nghề. Ok, bàn nào đấy nhỉ? Cái gia đình yêu yêu quý nào đó tắt mic đi hộ mình nha. Ok. Thì hôm nay là mới nghe bạn Xuân, bạn chưa biết chuyển có hot. Đó. Đấy. Là bỏ tiền vào để mà nó tiền nó đẻ tiền, mà chúng ta vẫn đi làm thoải mái nhất cả nhà mình. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta phải tìm hiểu bằng được hai cái từ ngoại hối này là gì, hai từ ngoại hối này là gì, và chúng ta chỉ hiểu được hai từ ngoại hối nó là gì thì chúng ta mới có thể đầu tư được. Còn nếu chúng ta chưa hiểu ấy là chúng ta không đầu tư được đâu. Đó, cả nhà mình nhớ đấy. Thế thì mình trên VTV3 ấy, cả nhà mình VTV3 này, VTV3 thì có một cái chương trình cà phê sáng, cà phê sáng thì họ nói như này, thị trường ngoại hối nha, mình ghi hẳn ra cái nào, thị trường ngoại hối là mỏ vàng, là những cái mỏ vàng nhưng mà lại là mỏ vàng lộ thiên hay lẩu lộ thiên, bạn không khai thác những người khác họ sẽ khai thác hộ bạn, nhà mình thấy hay không? Thế bây giờ chúng ta thấy một mỏ vàng lộ thiên mà chúng ta có đem vàng về nhà mình để mà giàu có cả nhà mình. Đây là chương trình cà phê sáng của VTV3 nhé. Và mình thấy rất là ngạc nhiên, mình bắt đầu chú ý vào tại sao cái thị trường ngoại hối này nó lại là mỏ vàng lộ thiên, mà tại sao mình không khai thác thì người khác vẫn khai thác. Và người ta đưa ra một cái ví dụ rất là hay. Người ta đưa ra một ví dụ, nếu bạn có 10 triệu này, bạn bỏ vào ngân hàng thì sau 10 năm bạn sẽ có 21 triệu cả gốc cả lãi, với họ tính với lãi suất 1% một tháng ấy. Còn bây giờ nó có không phải mấy thôi thì nó cũng được đâu, nhưng đây người ta tính là mức lãi suất cao nhé. Đó. Nhưng với 10 triệu bạn bỏ vào ngoại hối sau 1 năm, đây là 10 năm nhé, 10 năm thì mới được 31 triệu sau 1 năm, thì bạn cũng có 31 triệu. Đó. Vậy thì cả nhà mình có tin rằng là với 10 triệu bỏ vào ngoại hối sau 1 năm được 31 triệu không? Mà tại sao cái nhà này VTV bạn không khai thác thì người khác họ cũng khai thác? Mỏ vàng lộ thiên, chúng ta có mang vàng về nhà không? Chắc là những người, chắc là 1.000 người thì 1.001 người đến đây với nhà thảo mang về, đúng không? Và họ nói này, tại sao 10 triệu bỏ vào ngân hàng sau 10 năm thì được 31 triệu với lãi suất 1% tháng, còn bây giờ thấp lắm rồi, và tại sao 10 triệu bỏ vào ngoại hối sau 1 năm được 31 triệu? Đó.
bắt đầu mình tìm hiểu cái điều này xem có thật không, xem có thực không. À, bắt đầu mình đi tìm hiểu cái điều này, xem cái nhà này, cái tema này nói có thực không. Cho nên là chúng ta tìm hiểu thông tin này, chúng ta tìm hiểu thông tin trên những phương tiện thông tin đại chúng chính thống ấy, thì rất là yên tâm. Nhưng mà chúng ta phải tìm hiểu nó xem nó có thật hay không. À, xem nó có thật hay không. Thế nhà mình nhá. À, thế bắt đầu mình đi tìm hiểu. Thì bắt đầu mình mới bắt đầu tìm hiểu về thị trường ngoại hối. Đó. Và mình lại trong một cái chương trình VTV1 nữa. Đấy, VTV1. Thì người ta cũng quảng bá về cái thị trường ngoại hối này. Hoặc là các bạn không tìm hiểu cái thị trường này thì và bây giờ mà các bạn biết, các bạn tìm hiểu thì các bạn sẽ phải đặt ngay ra cho mình câu hỏi là tại sao có một cái thị trường đầu tư nó hay đến như thế này mà tại sao chúng ta không biết, và tại sao bây giờ chúng ta mới biết đấy. VT1 thì bảo tại sao một cái thị trường nó đầu tư hay như thế này mà chúng ta không biết mà bây giờ chúng ta mới biết đấy, để mà chúng ta tìm hiểu nó. Và cả nhà mình hôm nay ở trong phòng Zoom, ngoài những nhà là người đã đầu tư rồi thì rất nhiều người chưa biết cái thị trường ngoại hối này là thế nào. Đó. Rất nhiều người chưa biết đến thị trường này nó như thế nào cả. Và cả nhà mình cài đặt này, tại sao 10 triệu bỏ ngân hàng 10 năm được 31 triệu mà tại sao 10 triệu bỏ ngoại hối được 31 triệu. Đó. Thì chúng ta phải hiểu để chúng ta tìm hiểu cái cơ hội đầu tư này giúp chúng ta mang vàng về nhà, giúp cho khách hàng của chúng ta, bản thân ta được dùng sản phẩm miễn phí ra. Bản thân mình này có một lượng tiền ra, thế là ngày nào tháng nào cũng được một lượng tiền để dùng, thế là sướng rồi. Đó. Bản thân ta. Và trong cái quyển này, đây trong quyển này này, cha giàu cha nghèo này, thì ông Robert Kiyosaki này, ông bảo là làm thế nào để biến 10.000 đô la thành 10 triệu đô la trong 10 năm. Cả nhà sẽ được học cái này nhé. Làm thế nào để biến 10.000 đô la. Đấy. Tỷ phú Robert Kiyosaki trong bộ sách Cha giàu cha nghèo tập 7 này. Thì ông có nói là làm thế nào để biến 10.000 đô thành 10 triệu đô trong 10 năm. Đến 10.000 đô bây giờ là 230 triệu, thành 10 triệu đô là 230 tỷ. Đó, cả nhà mình hay chưa? Chúng ta có muốn biến 230 triệu sau 10 năm thành 230 tỷ không? Đương nhiên ai cũng muốn, bởi vì ai cũng khát khao, ai cũng có một khát khao chế bằng là kiếm nhiều tiền. Ai cũng khát khao này kiếm thật nhiều tiền để phục vụ cho những nhu cầu của mình. Tôi tạo ra nhiều nguồn thu nhập thụ động để chi trả cho cách sống mà tôi muốn. Tư duy của người giàu ấy, chả có ai không muốn đâu. Tôi tạo ra nhiều nguồn thu nhập thụ động để chi trả cho cách sống mà tôi muốn. Và những tỷ phú họ đã có cái công thức này để họ biến 10.000 đô là 230 triệu thành 10 triệu đô 230 tỷ sau 10 năm. Vậy chúng ta có phải học họ không? Không học họ thì đến ông tổ nhà mình sống lại cũng chả làm thế nào để biến 230 triệu thành 230 tỷ sau 10 năm cả. Đó. Và chúng ta mới logic lại tại sao VTV3 họ nói 10 triệu bỏ cái nào sau 10 năm thì được 31 triệu, mà 10 triệu bỏ vào hối sau 1 năm được 31 triệu. Có phải nhanh hơn là gấp 10 lần ở ngân hàng cả nhà mình. Đó. Đấy. Thế thì ngày hôm nay bắt buộc chúng ta phải tìm hiểu cái thị trường ngoại hối này. Và bắt buộc mình phải nhắc lại nhé, bắt buộc. Bởi vì như ai ở trong phòng đây rồi, thì một điều bắt buộc chúng ta phải làm cái việc này. Chúng ta phải học rồi. Đây, chúng ta biết là Kim Tư Đồ, ốc là ốc làm công ăn lương.
các quan chức rất giàu, nhưng chúng ta là những giáo viên, chúng ta là những công nhân thì chúng ta sẽ mất việc trong tương lai. Bởi vì 4.0 cả nhà mình xem IBD rồi. À, và nhóm T là nhóm có một cái ngành nghề, có một cái nghề, sở hữu một cái nghề. Cái nhóm này là vất vả nhất này, là nô lệ của chính mình. Cái ông này ấy, ông thích làm thì làm, thích chơi thì chơi. Ông không thích làm ở công ty này thì ông nhảy công ty khác. Như cái ông này không rời bỏ được công việc của mình và là nô lệ của mình. Và nhóm C là chủ doanh nghiệp. Và chúng ta đang bắt đầu biến mình từ hai cái nhóm này sang nhóm chủ doanh nghiệp. Với ước mơ cháy bỏng của chúng ta là chúng ta phải giàu. Một tháng ví dụ như lên 5 sao vàng kiếm 200-300 triệu, 500-700 triệu. Và nhóm D là nhóm đầu tư. Nhóm D là nhóm đầu tư, là nhóm họ chỉ dùng có tiền để ra tiền thôi. Để ra nhiều tiền. Họ đi đánh gôn, họ đi du lịch, họ đi chơi. Và ngày hôm nay chúng ta muốn Ngày hôm nay chúng ta muốn biến mình trở thành nhóm C và nhóm D. Hai nhóm này thì chúng ta phải học. Và chúng ta học và chúng ta tìm hiểu thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để chúng ta hiểu. Mà không có gì, chúng ta cứ nói đầu tư là chúng ta co rúm lên vì chúng ta sợ hãi. Đầu tư là mất, đầu tư là lừa đảo. Và chúng ta sẽ được học cái bộ sách cha giàu cha nghèo này để chúng ta hiểu, để chúng ta nâng cao. Mình muốn cả nhà mình nâng cao cái này này. Đây, cả nhà mình, mình muốn cả nhà mình nâng cao cái này thì chúng ta mới có thể ổn được trong cuộc sống của 4.0 này. Nâng cao cái chỉ số IQ về tài chính. Cái chỉ số IQ về tài chính của chúng ta bây giờ thấp quá. Có một thống kê ấy, người ta thống kê 17 nước vùng Đông Nam Á ấy, thì Việt Nam mình cái chỉ số IQ đứng thứ 16. Chỉ trên một cái nước nào ấy thôi. Thế cả nhà mình muốn làm giàu mà cái chỉ số IQ này nó thấp, nó gần như đội thổ khu vực chứ chưa nói thế giới, thì chúng ta liệu có làm giàu được không? Đó, cả nhà mình. Ok, cả nhà mình cứ chặt tiền hết. Đó thì chỉ số IQ của chúng ta ấy là đứng gần đội sổ ở khu vực chứ chưa phải nói ở thế giới nhé. Đó. Vậy làm thế nào để chúng ta kết hợp hai cái công việc này, là một, đây là khát khao của mình và mọi người, là một thôi, trong một con người chúng ta làm thế nào để kết hợp khát khao của chúng ta là làm nào biến từ cái ông bên trái này là 99% dân số, chiếm 4% của cải. Và bên phải này 1% dân số chiếm 96% của cả. Vậy thì cái ông bên phải này, ông có chỉ số IQ rất là thông minh. Và hai cái người thầy nỗi nặng nhất của ngành tài chính của thế giới, nhạc của ngành tài chính và đầu tư thế giới, đó là cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, tỷ phú, người lừng danh luôn trong các kênh giáo dục đào tạo. Ông ấy tạo ra cái kênh Người Học Việt để dạy toàn bộ người dân Mỹ làm giàu. Và Robert Kiyosaki cũng là một người thầy lỗi nặng đứng đầu thế giới về dạy về kế toán, về đầu tư. Và hai cái ông này, ông viết chung hai quyển sách. Một là quyển là Vì Sao Chúng Tôi Muốn Bạn Giàu, và quyển thứ hai là quyển Chặn Tay Hóa Vàng. Thì định viết một quyển nữa thì ông Donald Trump, ông đi ứng cử tổng thống, ông trúng cử tổng thống đấy. Không biết rằng bây giờ thì về sau khi hết nhiệm kỳ rồi thì có về có viết nữa không? Thì hai ông này, ông viết ra hai quyển sách đó. Và hai cái người giàu có nhất thế giới này, họ chỉ có một thông điệp thôi. Họ chỉ có một thông điệp thôi cả nhà mình. Họ chỉ có một thông điệp, mà cái thông điệp này nó rất là hay. Họ có một cái thông điệp này, họ gửi đến toàn thể nhân loại, đến toàn thể thế giới. Thông điệp của Donald Trump và của Robert Kiyosaki ấy, là thứ nhất là ai cũng có thể giàu có được, ai cũng có thể giàu được. Đấy. Mà muốn giàu được thì phải nâng cái chỉ số IQ về tài chính lên, phải hiểu biết về tiền tệ, phải hiểu biết thế nào là tài sản, thế nào là tiêu sản, thế nào là nợ tốt,
thế nào là lợi xấu, thế nào là thu nhập, thế nào là chi phí, thế nào là sức bật. Cái quan trọng nhất là sức bật rồi này. Nếu cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ bẩy tung trái đất lên. Đó là sức bật mà Newton đã nói đấy. Tôi cần một điểm tựa, tôi bẩy được trái đất này lên. Vậy thì nếu chúng ta có những cái điểm tựa, có sức bật đấy, thì chúng ta sẽ trở thành người bên thái. Và hai ông ấy nói là chúng tôi có thể bỏ tiền ra, chúng tôi giúp các bạn để các bạn mua thực phẩm để các bạn sống. Những cái số tiền chúng tôi bỏ ra đó thì các bạn chỉ dùng được chút ít. Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn cái cần câu để các bạn câu lấy cá, các bạn ăn và các bạn giàu có. Và các ông làm cái chương trình đào tạo như vậy để giúp cho tất cả mọi người dân trên thế giới nhé, không phải dân Mỹ, không phải dân Việt Nam, nâng cái chỉ số IQ về tài chính, học để hiểu về tài chính, hiểu về doanh nghiệp. Sau này mình sẽ dạy cả nhà mình thiết kế doanh nghiệp vô cùng hay của người cha giàu luôn. Đấy, chúng ta căn cứ vào cái khuôn mẫu đó chúng ta xây dựng doanh nghiệp của mình, hiểu gì nó cũng bền vững, nó không bao giờ sụp đổ. Đấy, thì cả nhà mình thì tất cả về những cái này mà mình hay giảm về kim đô đồ cho cả nhà đó, thì làm thế nào để chúng ta sang nhóm D này đó. Và với làm thế nào đó để xuất phát điểm và với cái lượng tiền nó ít nhất để mà chúng ta có thể sang lên cái nhóm đầu tư này. Nhưng mà để mà chúng ta sang nhóm D này ấy, nhưng mà nó lại phải thỏa mãn được các cái tiêu chí này thì chúng ta mới sang này, chúng ta mới bước vào trong đầu tư. Nó phải thỏa mãn được cái tiêu chí, ba tiêu chí là: một, nó phải an toàn. Bởi vì nghĩ đến đầu tư thì ai cũng nghĩ là nó mất an toàn, nó có thể rủi ro. Và hai, nó phải thoải mái. Thoải mái là gì? Tiền của tôi làm việc hết sức cho tôi và kiếm cho tôi ngày càng nhiều tiền. Thoải mái là gì? Thời gian ngoài giờ làm việc của tôi quản lý và đầu tư tiền để nó tạo ra nhiều nguồn thu nhập. Và thứ ba nữa, nó phải giúp cho chúng ta giàu có. Và nếu mà cơ hội đầu tư mà nó đáp ứng được ba cái tiêu chí này thì cả nhà mình chắc chắn ok. Và nếu mà nó đáp ứng được ba tiêu chí này thì cái thị trường ngoại hối là cái mỏ vàng đầu tiên thì chúng ta sẽ mang về nhà. Cả nhà mình nhé, mang vàng được về nhà. Chứ không phải là chúng ta đầu tư là rủi ro, đầu tư là mất tiền. Đấy, xét về phương diện đầu tư nó phải đạt được ba tiêu chí này: một là an toàn, hai là thoải mái, và ba là sự giàu có. Thì dần dần cái cơ hội đầu tư với hợp tác với tập đoàn IN Group này, chúng ta sẽ thoát lên được cái ba cái tiêu chí này: an toàn, thoải mái và giàu có. An toàn là gì? Nguồn vốn của tôi, đang nói đầu tư là người ta hay nói bao giờ thì tôi thu được gốc, bao giờ thì tôi thu được gốc, có tạo ra cho tôi dòng lợi nhuận hàng ngày không, người ta gọi là dòng thiên kim. Đã định đến đầu tư là phải hỏi bao giờ thì tôi thu được gốc, bà có tạo ra dòng tiền thu nhập hàng ngày cho tôi không, bao giờ thì tạo ra, và liệu hợp tác đầu tư với cơ hội này tôi có giàu được không, có làm được lâu dài không. Tất cả các nhà đầu tư trên thế giới họ đều hỏi vậy, không riêng gì chúng tôi. Thì xuyên suốt quá trình này các bạn sẽ thấy là hợp tác với AI này thì nó đã đủ được ba tiêu chí này để cho chúng ta yên tâm chúng ta làm. Và nhà mình nhé, đấy, yên tâm chúng ta làm việc. Đấy. Nên cái chương trình này nó rất, đối với những ai tham gia học ở cái chương trình phòng Zoom này, nó là chương trình đáng giá nhìn vào, nó không phải đơn thuần đâu. Và cái cơ duyên mà chúng ta gặp nhau rồi thì nó đúng là cái năng lượng của cả nhà mình, nó muốn năng lực của nhà cả nhà mình, nó muốn chúng ta giàu có, nó muốn chúng ta giàu có, cho nên nó đưa mình gặp các bạn. Mình là người rất là đưa mình gặp các bạn. Mình là người mà rất là thích đầu tư, rất là thích đầu tư cả nhà mình. Bởi vì ông tổ nhà mình thì là ngày xưa làm tư bản, năm 40 như ông nội mình làm tư bản giàu lắm. Thế thì bây giờ chúng ta mới tìm hiểu, chúng ta xong về mặt tư duy rồi nhá, chúng ta xong về mặt tư duy rồi nhá, làm thế nào để tiền nó đẻ ra tiền mà nó an toàn này, nó lại thoải mái mà nó giàu có này, đó.
Vâng, xong là tư duy là chúng ta phải chuyển sang bên phải, 1% dân số chiếm 95% của cải của thế giới. Nhưng chúng ta phải có công cụ chúng ta mới chuyển được. Chúng ta xong về mặt tư duy rồi. Ở bây giờ chúng ta phải tìm hiểu ngoại hối nó là gì và tại sao nó lại là mỏ vàng lộ thiên. Và nếu chúng ta không khai thác thì người ta cũng khai thác được. Và chúng ta thực sự cả nhà mình rất là thương cả nhà, thương vô cùng luôn. Bởi vì ai cũng khát khao làm giàu thì bây giờ cái cơ hội này để giúp chúng ta. Cơ hội này VN Group này. Cộng mấy Liêu Mây này. Hai cái này hợp làm một này. Thì đúng là chúng ta là những người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Chúng ta có sức khỏe tốt, có tài chính tốt. Đấy cả nhà mình. Hai cơ hội hợp tác làm một. Vậy ngày hôm nay chúng ta phải tìm hiểu, Liêu Mây chúng ta đã tìm hiểu rồi. Và mình đã có cái video là tại sao chúng ta phải kinh doanh tham gia kinh doanh với Liêu Mây. Và cái này tại sao chúng ta lại phải đầu tư vào VN Group. Đó, cả nhà mình. Đó. Thế thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái lĩnh vực ngoại hối nó là gì. Ngoại hối. Ngoại hối là thị trường tiền giao dịch tiền tệ toàn cầu. Thị trường giao dịch tiền tệ toàn cầu. Toàn cầu. Trong thị trường này họ chỉ có giao dịch mua bán các tên loại tiền với nhau thôi. Các cả tiền. Họ giao dịch mua bán các cái cặp tiền tệ. Các cặp tiền tệ với nhau. Ví dụ như đô la với euro là một cặp. Nó có 8 cặp tiền tệ mạnh mà cái thị trường ngoại hối này họ luôn giao dịch. Có 8 cặp thị trường. Và đấy, cái đô la là cái trung tâm để mà nó giao dịch mua bán. Vậy thì chúng ta hiểu thị trường giao dịch tiền tệ trên toàn cầu. Đó. Mà nó mua bán các cặp tiền với nhau. Ví dụ mình đi Mỹ thì mình phải bỏ tiền Việt Nam ra, mình đổi đô la, đó là hoàn tham gia vào ngoại hối cho đó. Mình đi Nhật thì mình phải bỏ đô la đổi ra đi Nhật để sang Nhật để tiêu. Mình đi châu Âu thì mình phải bỏ tiền của mình ra đổi lấy euro để mình tiêu. Đó chính là hoạt động ngoại hối cho tất cả nhà mình. Đó. Thì ngoại hối là thị trường giao dịch tiền tệ trên toàn cầu. Đó, mua bán các cặp tiền với nhau. Đó. Nó mua bán các cặp tiền với nhau. Và nó hoạt động liên tục 24 giờ trên 24 giờ, không ngừng nghỉ. Cái thị trường ngoại hối này nó, chúng ta gọi, bây giờ chúng ta gọi là chợ nhá, chợ mua bán tiền nhá. Đó, nó hoạt động 24 giờ trên 24 giờ, không ngừng nghỉ. Nó bắt đầu từ châu Úc là bắt đầu từ Úc với Australia và New Zealand cũng là một thị trường ngoại hối cực mạnh cả nhà mình nhé. Đồng đô la New Zealand cũng rất mạnh luôn. Đấy, châu Úc, nó bắt đầu từ châu Úc, nó bắt đầu sang đến châu Á nhà mình. Châu Úc nó là thị trường Sydney và thị trường của New Zealand mình nữa. Đó, châu Á thì là Tokyo và Hồng Kông, Tokyo và Nhật. Và đảng và nhà nước mình cũng đang hy vọng là cái thị trường cả làm sao biến cái Việt Nam mình cũng trở thành một thị trường tiền tệ của thế giới. Thì dân Việt Nam mình mới ra được châu Á. Rồi nó về châu Âu. Châu Âu là thị trường của Anh, ở Canada, ở Anh và sang châu Mỹ. Và nó kết thúc một ngày làm việc, nó đi qua 4 cái châu này: châu Úc, về châu Á, sang châu Âu, đến châu Mỹ. Nó hoạt động 24 giờ trên 24 giờ, không ngừng nghỉ. Xem đây là một thị trường ấy, người ta có thể tham gia hoạt động mua bán đầu tư bất kỳ lúc nào trong ngày. Đó. Nhưng thị trường này nó chỉ hoạt động từ thứ hai đến thứ sáu. Thứ bảy và chủ nhật nghỉ. Đi chợ. Tại sao thứ bảy và chủ nhật nghỉ? Bởi vì thị trường ngoại hối này nó hoạt động, nó phải dựa vào ngân hàng, và ngân hàng là cái chủ thể đứng để thanh khoản trong thị trường này.
mà thứ bảy và chủ nhật thì ngân hàng nghỉ, cho nên là thị trường ngoại hối nó đóng cửa. Đấy, cả nhà mình nhé. Đấy, nó chỉ hoạt động từ thứ hai đến thứ sáu thôi. Và sau này chúng ta tham gia vào thị trường ngoại hối, sau này chúng ta hợp nhất, chúng ta cũng thành công ở Liên Mây, thành công ở IR, thì chúng ta thứ bảy chủ nhật chúng ta chỉ có đi chơi, đi tiêu tiền, chả làm gì đâu. Đó, thứ hai và thứ sáu này, thứ bảy chủ nhật nó nghỉ. Đó, nó hoạt động liên tục 24 giờ/24 giờ. Nó hoạt động cứ thị trường này mở cửa, hoạt động đến lúc đóng, mở này đến lúc đóng, thì ông này đóng thì ông này lại mở, xong lại đóng, ông này đóng thì ông này lại mở, lại đóng. Đấy, nó cứ luân phiên nhau như vậy, cứ mở đóng, thị trường này đóng cửa thì thị trường này mở, thị trường này đóng cửa thì thị trường này mở, thị trường này đóng cửa thì thị trường này mở. Cái nó liên tục 24/24 giờ, không ngừng nghỉ, mà nó nghỉ ở thứ sáu và thứ bảy, thứ bảy của chủ nhật vì ngân hàng nghỉ, cả nhà mình nhé, vì ngân hàng nghỉ. Đó. Và đặc điểm của thị trường ngoại hối nó có một cái đặc điểm mà không có một thị trường nào có được, cả nhà mình, không có một thị trường nào có được cái đặc điểm của thị trường ngoại hối này. Đấy. Cái đặc điểm tối quan trọng của thị trường ngoại hối đó là khối lượng giao dịch cực lớn, giao dịch tiền tệ cực lớn. Lớn đến mức độ nào mà lại bảo là cực lớn, mà lại là cái đặc điểm đặc biệt không có một cái ngành nghề nào mà thị trường nào có được, đó khối lượng giao dịch tiền tệ cực lớn. Lớn như thế nào? 6 tỷ, nhưng mà 6 tỷ đô đến 11 tỷ, 6 tỷ đô đến 11 tỷ đô. Lớn ngoài nhà mình lớn. Nếu là 6.000 tỷ với 1.000 tỷ đô thì quá lớn rồi. Bởi vì tài sản của bác vượt ấy có 6 tỷ thôi. Mà cả nhà mình thấy khắp trong Nam của bác, chỗ nào có nhà bác vượt, xe ô tô bác vượt, điện thoại bác vượt. Đó. Cái gì bệnh viện bác vượt, trường đại học cũng bác vượt. Có 6 tỷ đô thôi. Mà cả đất nước Việt Nam này, cái chỗ nào cũng có thấy hiện diện của bác ấy. Mà đây nó 6.000 tỷ so với 6 tỷ đô, cả nhà mình thấy nó lớn đến cỡ nào chưa? Nhưng mà nó lại giao dịch trong một ngày. Đây là tài sản của cả một đời người, một đời người mới có cái này. Còn đây là một ngày. Một ngày nó giao dịch tới 6.000 tỷ đô, tới 11.000 tỷ đô. Đó. Trong một ngày. Với cái khối lượng giao dịch như thế này ấy, nếu chúng ta là người đầu tư kinh doanh ấy, thì không có một đối tượng nào có thể thao túng được thị trường. Đấy. Không có đối tượng nào có thể thao túng được. Thao túng được. Mà cái này nó đáp ứng cái nhu cầu đáng yêu nhất của chúng ta, đó là gì? Cạnh tranh song phẳng, công bằng và song phẳng. Ông giỏi thì ông kiếm tiền ở đây, ông không giỏi thì ông thua, có thế thôi. Công bằng và song phẳng, rất công bằng, rất song phẳng, rất minh bạch. Minh bạch là gì? Nếu anh tham gia thị trường này, anh chọn những cái tập đoàn để anh tham gia ấy, là nó không lừa đảo. Và từ trước đây chúng ta cũng nghĩ đầu tư nó là lừa đảo. Đó. Thì ở đây này nó không có lừa đảo, vì nó rất minh bạch. Nhắc lại là nó không lừa đảo. Đã là minh bạch thì không lừa đảo. Bằng các tổ chức quản lý hàng đầu thế giới, nó quản lý về tiền tệ, quản lý về thị trường. Anh muốn tham gia đây tôi phải cấp phép cho anh, anh mới được tham gia, còn không thì no. Mà đã nhắc đến cái tổ chức này là yên tâm tuyệt đối. Đó. Nó không lừa đảo. Đó là tính minh bạch của nó. Minh bạch ở chỗ nào? Là chúng ta nhìn được dòng tiền, nhìn được lợi nhuận từng ngày một. Cứ hoạt động giao dịch là chúng ta biết chúng ta có lợi hay không. Nhìn được lợi nhuận từng ngày được. Nhưng mà nó lại phải đơn giản, dễ hiểu. Đó. Để ai cũng có thể tham gia được. Và khi chúng ta tham gia vào đây, chúng ta mới thấy có những bà
Và B, cả cuộc đời tiết kiệm được mấy tỷ, hơn 2 tỷ đồng, tay run không biết đếm tiền, rút ra ôm một bọc tiền đấy đưa cho những người hiểu biết để họ đầu tư cho. Mình có cái đoạn video đấy hay lắm. Cái đơn giản đến một khi bà 80 tuổi, hơn 80 tuổi, tay run mà mắt mở trên trận đến thì không biết đến, cũng có thể tham gia vào được. Nó đơn giản và dễ hiểu. Nhưng cái thích nhất của cái thị trường này đó là tính minh bạch. Nó không có lừa đảo. Nó nhìn được cái lợi nhuận hàng ngày luôn. Ngày hôm nay, ông mang tiền của tôi đi, ông đầu tư, ông lỗ hay ông lãi. Đó. Và nó đơn giản. Nó vô cùng đơn giản luôn. Chứ chúng ta cũng nghĩ là đầu tư là cái gì bí hiểm, bí quyết. Có khi mà bọn nhà giàu nó giấu, nó chả bảo mình. Nhưng mà đầu tư thật sự là vô cùng đơn giản luôn. Ở khi chúng ta học từ tư duy của những cái bậc tiền bối này, cái thầy người thầy ấy, ta mới thấy là người ta, cái tâm của họ sáng đến mức độ nào và cái mức độ cho đi của họ nào. Thế họ mới bảo nếu cho các bạn ăn cá thì các bạn ăn hết. Nhưng cho các bạn cái cần câu, nâng chỉ số IQ tài chính lên cho các bạn. Thì các bạn mới giàu được. Thì dần dần trong phòng Zoom này chúng ta sẽ được học để chúng ta nâng cái chỉ số IQ về tài chính này. Thì chúng ta đưa được cái mỏ vàng đầu tiên của thị trường ngoại hối đưa về. Đấy. Nó khối lượng giao dịch cực lớn nha cả nhà mình, 6.000 tỷ đến 1.000 tỷ trong một ngày. Cả đời người áo vượng kiếm được 6 tỷ. Còn đây một ngày nó giao dịch 6.000 tỷ. Nên là không có một đối tượng nào có thể thao túng được. Nó rất minh bạch, rất sòng phẳng. Ông nào có tiền thì ông nào có tài thì vào đây mà kiếm. Và nó đáp ứng được cái nguyên tắc bất thủ của những người đi làm giàu. Chúng ta đây chắc chắn là những người đi làm giàu. Đó, nó đáp ứng được nguyên tắc bất thủ của những người đi làm giàu. Cả nhà mình nhé. Nguyên tắc bất thủ đi làm giàu là gì? Đây là nguyên tắc không thể từ nghìn năm trước nó vẫn thế mà đến giờ vẫn thế mà nghìn năm sau nó vẫn thế. 4.0 xảy ra nó cũng vẫn như vậy. Đó là cái nguyên tắc như thế này. Muốn kiếm được nhiều tiền thì phải đến chỗ có thật nhiều tiền. Và phải tìm được một cái công cụ để mang tiền về cho mình. Cả nhà mình xem cái bộ phim cổ tích ngày xưa là cái gì may túi ba gan mang đi vào đựng không? Cái anh hai em nhà giàu ấy. Thế rồi người em thì chim nó dặn mang cái túi ba gan đi mà đựng. Thì mang cái túi ba gan đi đựng. Thì về là giàu. Ông anh Khang Nam đến mỏ vàng. Xong đấy là mang túi rồi. Mang túi rồi. Ba người đựng đầy rồi. Thấy vàng nhiều quá. Cười hết quần áo ra. Gói vàng mang về. Để treo lên con chim. Thế là con chim nó bay qua biển. Nó mỏi quá. Nó vứt bớt vàng đi. Chỉ giữ ở cái túi ba gan đây để con về. Không nghe cần đánh vào đầu nó, thế là nó tức, nó lộn ngược lên, thế là rơi xuống biển, thế là chết. Đúng rồi, ăn quả hết, chả có vàng cả nhà mình. Cho nên là đúng rồi đâu. Thế thì chúng ta muốn kiếm được nhiều tiền thì chúng ta phải đến cái chỗ có thật nhiều tiền, nhưng phải có cái công cụ để mang cái kho vàng nó về. Thế thì thị trường ngoại hối nó là thị trường lớn nhất trên toàn cầu này, không có một ngành nghề, một thị trường nào lớn bằng nó, bởi khối lượng giao dịch tiền tệ 6.000 đến 11.000 tỷ một ngày. Đó. Vậy thì nó thỏa mãn được cái yếu tố thứ nhất của chúng ta là đến cái thị trường có nhiều tiền nhất để mang tiền về để kiếm tiền. Và nhưng mà bây giờ có cái công cụ giúp chúng ta mang vào cái thế giới tiền tệ này không, một biển tiền này để mang tiền về hay không, thì IN Group là nó là một cái công cụ giúp chúng ta mang tiền về an toàn. Nhưng mà nó giống như con chim ạ. Nó bảo thôi mày muốn mang vàng về thì mày may cái túi ba gan thôi. Còn nếu mà vào đây mà mày lại cởi cả quần áo, cởi cả các thứ mày bọc mày mang về thì tao cho mày lộn nhào xuống biển. Đấy, nhà mình nhá. Thì nó đáp ứng được cái này.
Thế nên càng cả nhà mình càng tìm hiểu, càng nhà mình càng sướng luôn, sướng ấm ỉ luôn, cảm ơn tiềm thức, cảm ơn tiềm thức luôn, đó, sướng ấm ỉ luôn. Đấy. Thì nó đang được cái đó, nên là thị trường mà giao dịch khối lượng lớn, minh bạch, nó hoạt động không ngừng nghỉ, không ngừng nghỉ suốt cả, rất minh bạch. Và khối lượng giao dịch thì rất lớn mà không hạn chế, khối lượng giao dịch rất lớn mà không hạn chế. Không hạn chế. Vậy thì làm thế nào đó để mà chúng ta vào được thị trường, chúng ta có công cụ để chúng ta mang vàng về, thế thôi. Nhưng mà không được tham. Người ta bảo may túi ba gam mang đi mà đựng, may túi ba gam rồi xong cởi cả quần áo ra đựng thì chết đấy. Cả nhà mình đó. Đấy. Nếu không giao dịch không hạn chế. Thì đấy là thị trường ngoại hối, là thị trường toàn cầu. Và nó thỏa mãn được cái lòng đam mê, khát khao đam mê. Là làm thế nào đó để tiền nó để ra tiền. Không ngừng nghỉ khi chúng ta ngủ. Kinh doanh nó phải đẳng cấp vậy. Ngủ mà tiền nó vẫn làm việc. Và tiền nó chả biết lạnh tị với chủ nhân. Trong ngành như mây thì nó còn lạnh tị. Ông là tuyến trên mà ông chả giúp tôi. Tôi tạo ra doanh số thế và nhờ ông đi có thế nọ thì kia ông đi. Mày là tuyến dưới, tao giúp mày thế, tao chia sẻ mày thế mà mày vẫn còn ỉ eo. Đấy, nó không có lạnh tị. Và đặc biệt nó rất công bằng nhé. Và song phẳng. Mày giỏi thì mày kiếm tiền, không giỏi thì mày chết. Song phẳng luôn, luật chơi rõ ràng, rành mạch. Song phẳng. Chứ không có phải là, nó không có phải như là ngành sản phẩm của chúng ta. Miệng nói tươi cười, nói những điều rất là hòa mi. Thế nhưng mà chúng ta không có, vì đây là quy luật vũ trụ, quy luật cân bằng rồi, có phải thì phải có trái. Thế nhưng mà lại cơ cấu, nhưng mà lại bán phá giá tùm lum tùm la cả ra. Ở đây công bằng và sòng phẳng, và mình rất thích điều này cả nhà mình. Mình cực kỳ sướng cái điều này luôn. Công bằng và sòng phẳng. Thế mới sướng. Tại cái thị trường mà nhiều tiền nhất thế rồi. Thao hồ kiếm. Mà nó lại công bằng sòng phẳng. Nó không bị ức chế. Ví dụ đã ở Amway đang đi bán nọ xe 500.000 giá của công ty. Mẹ cái thằng nó bán mẹ có 350.000. Tức xoay một mét là nó lấy hết cái khách hàng cả cái phố đấy của mình. Lúc mình đi làm Amway cả nhà mình gây dựng được một cái phố đó, nó dùng sản phẩm của mình rồi. Mẹ hay là nó ngửi thấy cái hơi cái phố đấy của Amway nó tràn đến. Nó bán chai nước rửa bát nó bán rẻ đi 20.000. Cái nọ sản phẩm nó bán rẻ 100.000. Thế là mình đứng nhìn mình khóc. Mình chả biết làm thế nào nữa. Mắng khách hàng của mình cũng chả được. Mà đánh nhau với bọn kia thì cũng chả làm thế nào mà đánh nó. Thế chịu thua. Ấp bức. Và đấy là một nguyên nhân chính mà mình rời bỏ Amway cả nhà mình. Mình tâm đắc lắm. Thế khi mà mình mất một cả một cái dãy phố khách hàng này. Đâu không thể tưởng được. Hùng vô cùng một làm gần một năm mới ra được cái lượng khách hàng đấy. Doanh số hàng bao nhiêu là tụt mất. Là ấm ức để bỏ. Đấy. Thì ở đây nó lại công bằng rằng khoảng mày càng nhiều tiền thì mày càng giao, tao mừng cho mày. Nhưng nó chả có cái cạnh tranh cái kiểu như là bên sản phẩm nhà chúng ta. Nó hay là nó không có cái kiểu như vậy. Đấy. Nó rất hay luôn. Nó công bằng và sòng phẳng. Đặc biệt mình nhấn mạnh cả nhà mình là nó minh bạch nhé. Nó minh bạch. Cả nhà mình phải ghi vào nó minh bạch là nó không có lừa đảo. Ông nào giỏi thì ông ấy kiếm tiền. Ông nào không giỏi thì thôi. Đó. Và cái thị trường ngoại hối này nó hoạt động như thế nào? Hoạt động như thế nào? Đấy. Vậy nhé, nó hoạt động 24/24 giờ. Nhưng là cái thể thức mà nó hoạt động như thế nào? Thế nên vào cái vụ này thì có gì, nếu mà cả nhà mình hôm nay đã vào dung học rồi thì mê kích luôn. Đố ai mà rời thật ra đấy, hôm thứ năm lại háo ức mà học chấm xét. Nó hoạt động như thế nào? Đó. Mình chốt lại này, nó minh bạch song thẳng. Nó minh bạch, nó không lừa đảo. Nó nhìn thấy lợi nhuận từng ngày. Nó hoạt động từ thứ 2 đến thứ 6.
thứ bảy chủ nhật nghỉ đi chơi mà tiêu tiền. Nhưng mà cái cơ cấu của thị trường ngoại hối này nó hoạt động như thế nào? Cái cơ cấu ấy, cơ cấu ấy thì muốn tham gia vào thị trường ngoại hối này phải thông qua các sàn giao dịch. Mà chúng ta hiểu nó là nôm na, ta hiểu nó là chợ mua bán tiền. Đó. Đây là cái chợ để giúp các nhà đầu tư. Là đầu tiên là các ngân hàng nhỏ, ngân hàng họ tham gia vào giao dịch, họ mua ngoại hối, họ cho ông ta ví dụ dân Việt Nam mình muốn đi Nhật thì đến ngân hàng đổi lấy yên Nhật, muốn đi Mỹ đổi lấy đô la, muốn đi nước nào thì đổi đô la nữa đấy. Ngân hàng này họ tham gia vào sàn này, ngân hàng nhỏ nhá đấy, các tổ chức ủy thác đầu tư, các tập đoàn ví dụ như AL này, các đội nhóm. Việt Nam mình bây giờ có hai đội nhóm vô cùng mạnh luôn nha, đội nhóm của Hắc Kỳ Thái. Anh ấy độc quyền trên VT1 và VT3, HTV6 từ 2015 đến giờ. Và anh ấy giúp cho hơn 50.000 người có thu nhập rất là tốt từ thị trường ngoại hối này. Cả nhà mình dần dần sẽ tìm hiểu nhé. Thị trường này với chúng ta thì bây giờ chúng ta mới biết thôi, nhưng mà nó đã lên TV từ 2015. Và anh Hắc Kỳ Thái anh đã đứng ở cái quỹ đầu tư đó của Mỹ. Và anh đã giúp cho, và anh dạy cho cả một cái lớp học của những đứa trẻ con 10 đến 12 tuổi học. Đó, rất kỳ thái. Đấy là các tổ chức, tập đoàn này, các đội nhóm và cá nhân. Các cá nhân đều tham gia vào thị trường ngoại hối thông qua các sàn giao dịch này, là các chợ mua bán ngoại hối. Và đứng đằng sau sàn giao dịch này là ai? Là các ngân hàng trung ương, các quỹ tài chính lớn. Cái này làm gì? Cái này thực hiện một cái việc duy nhất là thanh khoản cho thị trường, thanh khoản cho thị trường, thanh khoản cho thị trường. Đấy. Nó mua cho người bán và nó bán cho người mua, mua cho người bán và bán cho người mua. Đó. Ông này, ông mua cho, nếu ông này bán thì ông mua, mà ông mua thì ông bán cho ông này thông qua cái sàn giao dịch này. Tất cả ông này nếu mà mua thì nó bán thì ông này bán, và nó bán thì ông này mua, thông qua chợ giao dịch ngoại hối. Đấy, hoạt động của thị trường nó là như vậy. Anh em mình thôi, bây giờ 9 giờ rồi. Nay đến đây thôi, cho cả nhà mình phòng thèm thứ bảy chúng ta lại học tiếp nhé. Vậy chốt lại hôm nay, muốn kiếm tiền phải đến nơi có nhiều tiền nhất để kiếm, phải có công cụ để mang về. Và muốn đến cái đảo vàng để mang vàng về thì không được tham, may cái túi ba gang mang đi mà đựng thôi, đừng có cởi hết quần áo ra mà lọc vàng mang về thì chim nó hất xuống biển. Và thứ hai nữa là minh bạch. Minh bạch có nghĩa là nó không lừa đảo, nó được các cái tổ chức cực kỳ uy tín cấp phép để hoạt động. Giống như New Age vào Việt Nam phải được bộ cũng được cấp phép ấy. Đó. Và nó công bằng song thẳng, khối lượng giao dịch một ngày 6.000 đến 11.000 tỷ đô. Tài sản của Quốc Vượng có 6 tỷ đô thôi cả cuộc đời, nhưng đây một ngày nó giao dịch 6.000 tỷ. Cả nhà, 6.000 tỷ nó gấp bao nhiêu lần 6 tỷ? Trên cái thị trường này không có đối tượng nào thao túng được. Minh bạch song thẳng. Đó. Trung thực. Đấy. Và chúng ta đang được nâng dần cái chỉ số IQ của mình lên. Và chốt lại tại sao ở thị trường ngoại hối nó là mỏ vàng, lộ thiên. Ai khai thác thì khai thác đây. 6.000 đến 1.000 tỷ là những mỏ vàng lộ thiên. Chỉ thông qua các sàn giao dịch, ông vào đấy mà khai thác về. Và ông không khai thác thì người ta khai thác. Và nó nghĩ nó là hoạt động không ngừng nghỉ, nên nó kiếm tiền ở đây siêu lợi nhuận. Nhưng mà cũng ngược với siêu lợi nhuận thì cũng là phi lợi nhuận.
thì chúng ta dần dần chúng ta sẽ được hiểu về thị trường này, cách thức hoạt động của nó như thế nào, tham gia vào đây như thế nào, và làm thế nào đó để mà mang vàng về được nhà mình. Và muốn mang vàng về được nhà mình thì may cái túi vàng thôi, đừng có may túi, đừng có mà thêm nhiều gang nữa. Đó. Hôm nay ở đây thôi nhá, cả nhà mình thứ bảy, để chúng ta tiếp tục được học những kiến thức về tài chính của những người thầy vĩ đại nhất dạy chúng ta. Đó, ok cả nhà mình, chúc cả nhà mình buổi tối vui vẻ nhé. Chào, chào nhau một tiếng đi. Em chào thầy ạ. Hôm nay sướng không? Thầy rất vui quá. Chào thầy ạ. Tuyệt vời. Hôm nay sướng thầy nhá. Thầy quá thầy ạ. Xuân Lơ phải học cái chuyện khó cho Hồng nhá. Đừng vay, đừng mất thầy ơi, cho em hỏi, thầy ơi cho em hỏi, em chưa hiểu câu thầy bảo là không tham nghĩa là chỉ mang túi ba gang thôi, em chưa nghe câu đấy là như nào ạ? Trời, thị trường ngoài mới này không tham được, nếu có mà tham nhưng kiểu kia ông đấy mang túi ba gang đi xong rồi còn cởi cả quần áo lên được vàng nữa thì chúng ta thua. Đừng may túi sau này nó phải ba gang thôi, nó phải tránh được cái lòng tham ấy thì nó tránh được cái lòng tham đó. Nó làm theo em, nó cứ mặc túi ba gang thôi, nó không cởi quần áo, nó không mặc vàng về. Thầy sẽ hướng dẫn chúng em mà. Đúng rồi, sáng nay chị chỉ có tiền nhiều hàng. Ok, cái đấy em bảo thế chị bảo túi giúp chị. Ôi giời ơi, thằng này ăn đây chỉ một tháng hai chị nó lấy chị 4 triệu. Thế thì giúp cái gì mà giúp. Nhà mình nhận thế này nhá, hôm nay là tiết lộ phòng giúp ở trên nhóm, thế nào mọi người vào học được nếu không được. Không biết là người đấy là ai không biết. Nếu mà tôi cho vợ 4-2 triệu, tiêu mẹ 3 triệu, chắc là hiểu đây để làm gì. Chúc thầy ngủ ngon ạ. Ok thầy ạ. Bởi đầu tiên là có thấy nào được không? Cả nhà hay lắm thầy ạ. Thầy thầy chưa biết làm được tiếng nữa cơ. Được rồi, không sao nhá. Chương trình này sẽ làm các buổi thứ ba, thứ năm, thứ bảy để cho chúng ta là hết năm nay là chúng ta hết 2021 là chúng ta phải thay đổi luôn được diện tài chính của mình thôi. Ok nhá. Chúc thầy ngủ ngon nhá. Chào cả nhà mình, lớn tuổi người ta. Cả nhà mình sáng mai nhá, 5 giờ nhá. Vâng ạ. Chào cả nhà mình nhá.